trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Nhân sinh tại thế, vạn sự đều có nhân duyên. Hôn nhân cũng như thế, một người đàn ông cùng một người phụ nữ có thể nên duyên vợ chồng đều là nhờ vào nhân duyên từ tiền kiếp. Cổ ngữ có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Khi một cuộc hôn nhân bắt đầu, chúng ta mới phát hiện rằng hết thảy đều là do thiên định, tuyệt không phải do con người cầu mà có được. Người xưa có câu: tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Tình nghĩa vợ chồng đi qua nhiều kiếp mới đến được với nhau. Vậy làm thế nào để chọn đạo vợ chồng và trân quý mối nhân duyên ấy? Thưa quý vị, tình yêu chân thành là phương thuốc tinh thần mầu nhiệm, xoa dịu những nỗi đau bất hạnh để chúng ta vững vàng vượt qua những phiền muộn khổ đau của cuộc đời. Dưới góc nhìn của đạo Phật thì mối duyên vợ chồng là mối duyên được vun đắp trên cơ sở của tình yêu. Trên đời này không thiếu những cuộc tình dang dở, có những mối tình sâu đậm kéo dài nhiều năm nhưng cuối cùng lại kết thúc, chẳng đi đâu về đâu. Thậm chí có những mối lương duyên đã đơm hoa và sắp kết quả nhưng rồi lại đột ngột đứt gánh giữa đường. Hay có những cô gái mải mê phấn đấu sự nghiệp, lớn tuổi rồi mà lỡ dở tình duyên. Đến khi ngoảnh lại tuổi đã chơi vơi mà mảnh tình vắt vai chưa có. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận, nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có thì lại chẳng thành. Người ta thường có thói quen cầu xin Phật để tìm được người yêu, nhưng Phật dạy rằng dù cầu xin cũng chỉ là xin duyên, xin phận, chứ không thể xin người. Mà duyên ấy là do người tự cầu phúc, tự tạo ra. Phật chỉ kết nối chứ không thể ban cho. Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Phật giáo tin rằng tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Mối duyên vợ chồng là mối duyên vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được. Vì thế phụ nữ có muộn tình duyên, chớ quá đau buồn. Chưa gặp được người ưng ý là do bản thân tu chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu. Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng. Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất. Đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai. Như vậy không chỉ kiếp này khổ mà còn kết nghiệt duyên, liên lụy tới kiếp sau. Nhất định phải trả giá, lãng phí duyên kiếp này, tạo nghiệp báo kiếp sau. Đừng vì một chốc lát cô đơn mà đánh đổi. Thưa quý vị, Phật dạy về một tình yêu đẹp cần bốn yếu tố: từ, bi, hỷ, xả. Từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ lụy, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc mỗi ngày. Bi là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng? Như vậy từ bi theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ, nếu không chỉ đam mê say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. Từ bi trong tình yêu không phải tự dưng mà có, phải học, phải tu tập, cần nhiều thời gian để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc. Hỷ là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công. Xả
là không phân biệt kỳ thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta cũng là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em, anh, em hoặc anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa. Hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm, coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hóa nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Hôn nhân là việc đại sự trong cuộc đời của mỗi con người. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, thái độ và hành vi của chúng ta đối với hôn nhân đã gây ra rất nhiều vấn đề trong xã hội. Ví dụ như bạo lực gia đình, chiến tranh lạnh, ngoại tình. Tất cả những điều đó dẫn tới đạo đức xã hội bại hoại, tạo càng nhiều tội nghiệp, từ đó dẫn tới xuất hiện các loại bệnh ác tính kỳ lạ. Nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi thái độ của con người ngày nay với hôn nhân có lẽ là bởi vì chúng ta quá đề cao cái tôi cá nhân, phóng túng dục vọng và không tin vào luật nhân quả. Nếu muốn giải quyết, chúng ta phải bắt đầu từ gốc. Hãy cùng nhìn lại và tìm hiểu xem người xưa nhìn nhận và đối đãi với vấn đề hôn nhân như thế nào. Bàn về hôn nhân, ngoài chữ tình, vợ chồng sống với nhau còn vì chữ nghĩa. Người xưa nói tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Hai người có thể được đi chung đường với nhau, đó đều là nhân duyên. Trong thời cổ đại, những nghi thức lễ giáo hoàn thiện và luân lý đạo đức thường cao, và chế ước quan hệ tình cảm nam nữ. Họ đều cho rằng tình yêu được xây dựng trên cơ sở hôn nhân, như vậy mới theo đúng trật tự, mới được củng cố vững chắc, hợp tình hợp lý, và mới được xã hội công nhận và tôn trọng. Tất cả các loại tình yêu không dựa trên cơ sở hôn nhân đều không được cho phép, và đều là vi phạm đạo lý lễ giáo. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận. Vợ chồng kiếp này sống với nhau hạnh phúc, tức là tích phúc báo cho chính mình. Vợ chồng tu ngàn năm mới gặp, sống thế nào trả hết nợ nhau. Vận mệnh giàu sang, phúc đức. Thưa quý vị, có một câu chuyện như thế này. Trước đây có một cô gái và một chàng trai đã thề nguyện sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng một thời gian sau, chàng trai đột nhiên đi lấy vợ. Cô gái vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Một hôm, cô đến ngôi chùa cổ mà trước đây hai người thường hay đến, với dáng vẻ buồn rầu ủ rũ. Vị ni cô thấy vậy liền hỏi cô: "Thí chủ lần này đến đây một mình, lại mang vẻ mặt bi thương như vậy, chắc hẳn đã có chuyện đau buồn xảy ra." Cô gái được người hỏi đến chuyện thì như mở tấm lòng, kể hết lại chuyện tình duyên giữa hai người họ. Cuối cùng cô cũng hỏi vị ni cô vì sao mà hai người đã có tình cảm sâu đậm như vậy mà cuối cùng vẫn không nên duyên được với nhau. Vị ni cô nói: "Người xuất hiện trong cuộc đời mỗi người đều không phải là ngẫu nhiên. Hai người buông tay nhau thì chỉ trong nháy mắt, nhưng nắm tay thì phải mất hàng trăm, ngàn năm. Vô luận là thí chủ gặp ai thì người đó đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời, cũng không hề ngẫu nhiên. Hết thảy đều là duyên phận." Thưa quý vị, có lẽ đời người chính là một chuyến lữ hành. Thân thể của mỗi người chẳng qua chỉ là nhà khách của linh hồn. Trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, thì kiếp này cũng chính là lữ khách mà thôi. Hai người phải có rất nhiều duyên phận mới có thể gặp được nhau trên một con đường. Gặp nhau ở một nơi, gặp rồi lại đi và lại gặp. Cũng có những người mà ở trên thế gian này, nơi gặp nhau không phải là ở trên đường, mà là ở trong lòng. Cũng có một loại tình cảm không phải là luôn luôn ở bên nhau, mà yên lặng làm bạn của nhau. Suy cho cùng, kiếp này gặp nhau hết thảy đều là duyên phận. Phật gia cũng có câu rằng: "Kiếp trước phải có 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút gặp thoáng qua trong kiếp này." Kiếp này gặp nhau là duyên phận, thì hà cớ gì phải đi oán hận, làm kẻ thù của nhau. Duyên khởi, duyên diệt, duyên tụ, duyên tán, hết thảy đều là thiên ý. Chúng ta nên quý trọng. Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người,
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu. Chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc trùng xuống. Vợ chồng chung sống vui vẻ hạnh phúc, không những giúp gia đình yên ổn, còn tích phúc, tích đức đời đời. Vậy vợ chồng nên đối xử với nhau như thế nào? Trách nhiệm của chồng với vợ. 1. Người chồng phải biết thương yêu, tôn trọng vợ là chất liệu làm nên hạnh phúc gia đình. Do đó, người chồng phải biết quan tâm nói những lời khen ngợi về tài năng và đức hạnh của vợ mình. 2. Người chồng không nên khinh thường và hà hiếp vợ. Ở đây có nghĩa là biết thương yêu và không nên coi vợ như người giúp việc, muốn mắng chửi đánh đập lúc nào cũng được, gây ra cảnh bạo hành trong gia đình. 3. Người chồng luôn thương yêu quý mến vợ như người bạn và một lòng sống chung thủy. Đó là yếu tố chính để bảo vệ hạnh phúc tình yêu lứa đôi. Một gia đình thật sự an vui hạnh phúc là biết san sẻ cho nhau bằng trái tim yêu thương và có hiểu biết. 4. Người chồng phải nên tin tưởng và giao quyền cho vợ. Vì người phụ nữ thường quản lý, quán xuyến, sắp xếp ổn định việc nhà giỏi hơn đàn ông. Do đó chồng phải tin tưởng tuyệt đối giao quyền cho vợ. 5. Người chồng hãy nên hâm nóng lại tình yêu bằng cách mua đồ trang sức tặng cho vợ mình nhân các dịp kỷ niệm. Thích làm đẹp và mang đồ trang sức, đó là sở thích của người phụ nữ. Việc quan tâm tặng quà cho vợ để nhắc lại những kỷ niệm đẹp thời hai đứa mới yêu nhau, làm cho người nữ tăng thêm phần hạnh phúc hơn. Trách nhiệm của chồng đối với vợ là như vậy, còn bổn phận của người vợ đối với chồng như sau. 1. Người vợ luôn một lòng chung thủy với chồng để được sống yêu thương và hiểu biết. 2. Quán xuyến và xử lý việc nhà một cách tốt đẹp. 3. Gần gũi đối đãi tốt với họ hàng thân thuộc, khách khứa và những người giúp việc thay chồng. 4. Biết chi tiêu mua sắm đúng mực và giữ gìn tiền bạc tài sản cho gia đình. 5. Luôn chu toàn tốt đẹp trong mọi việc. Tình cảm con người thật sự bao la phải được xuất phát từ tình yêu thương chân thật bằng trái tim hiểu biết, nên dễ cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu, ngoại sự quan hệ tình dục ra, chúng ta còn có trách nhiệm bổn phận đối với việc nuôi dạy con cái. Cho nên trong tình yêu cần có sự hy sinh, bao dung và độ lượng, nâng đỡ và sẻ chia, rồi còn phải tha thứ và cảm thông cho nhau. Thưa quý vị, qua những câu chuyện trên cùng những chia sẻ về vấn đề nhân duyên vợ chồng, chúng ta có thể thấy rằng bậc trượng phu không chỉ thể hiện qua tài cao trí lớn, mà còn ở tấm lòng thủy chung son sắt và cách cư xử có đạo với hiền thê. Cho dù vợ mình có già nua theo năm tháng thì người chồng vẫn nên một mực giữ trọn tình phu thê mà chối bỏ nữ sắc trẻ trung hấp dẫn hơn. Bởi người đàn ông nên hiểu và tôn trọng lời thề nguyền giao bôi trước đất trời khi kết hôn, trân trọng những hy sinh của người vợ dành cho mình. Người vợ cũng vậy, cũng nên hiểu và trân trọng, hết lòng tin yêu và sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống cùng với người chồng của mình. Tu trăm năm mới đi chung một chiến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Tình nghĩa vợ chồng đi qua nhiều kiếp mới đến được với nhau. Bởi vậy, nên biết cảm ơn và trân trọng, bao dung và độ lượng, nâng đỡ và sẻ chia. Có như vậy cuộc hôn nhân mới tốt đẹp và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.